Giáng sinh chính là bạn. Lá thư Giáng sinh của Đức Thánh Cha Francisco. Giáng sinh thường là một lễ hội huyên náo. Chúng ta có thể sử dụng một chút của sự im lặng để lắng nghe tiếng nói của đấng yêu thương. Giáng sinh là bạn khi bạn quyết định được sinh ra lần nữa mỗi ngày và để cho Thiên Chúa đi vào tâm hồn của bạn. Cây thông chính là bạn khi bạn chống lại những cơn gió lốc và những khó khăn của cuộc sống. Những vật trang trí Giáng sinh là bạn khi những đức hạnh của bạn là những màu sắc tô điểm cho cuộc sống. Tiếng chuông Giáng sinh là bạn khi bạn kêu gọi tình anh em và cố gắng sống đoàn kết. Bạn cũng là ánh sáng Giáng sinh khi bạn tỏa sáng cuộc sống của mình trong hành trình với những người khác và lòng kiên nhẫn của niềm vui và sự rộng lượng. Các thiên thần của lễ Giáng sinh là bạn khi bạn hát cho thế giới một thông điệp về hòa bình, công lý và tình yêu. Ngôi sao Giáng sinh là bạn khi bạn dẫn dắt một người đó đến gặp gỡ Thiên Chúa. Những nhà đạo sĩ là bạn khi bạn cho đi cái tốt nhất bạn có mà không quan tâm đến người đời được cho đó như thế nào. Những bản nhạc Giáng sinh là bạn khi bạn chinh phục được sự an hòa trong chính mình. Món quà Giáng sinh là bạn khi bạn là một người bạn thực sự và là người anh em của mọi người. Những lời chúc mừng Giáng sinh là bạn khi bạn tha thứ và tái lập sự thuận hòa ngay cả khi bạn đau khổ. Đêm tiệc Giáng sinh là bạn khi người nghèo no đầy cái ăn và niềm hy vọng rằng bạn ở gần bên họ. Bạn là đêm Giáng sinh khi bạn khiêm tốn và ý thức nhận ra được sự tĩnh lặng của đêm đấng cứu chuộc đến trong thế giới, không chút náo động, cũng như không có gì rầm rộ. Bạn với nụ cười tự tin và dịu dàng trong sự bình an nội tâm của một Giáng sinh bất diệt mà nó thiết lập bên trong bạn. Chúc một Giáng sinh vui vẻ! Thank you.